Hey, xin chào các bạn. Khi chúng ta học về front-end thì các bạn thấy là để bắt đầu với front-end thì nó không có quá nhiều cái phải chuẩn bị. Chỉ đơn giản là các bạn cần một cái chương trình viết code và một trình duyệt là xong. Nhưng khi mà chúng ta tiếp cận và bắt đầu với back-end thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ hơn. Cài đặt môi trường các thứ sẽ cần nhiều thứ hơn. Đó, và cụ thể là khi chúng ta học về PHP và học về Laravel thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chuẩn bị một cái môi trường web server để chúng ta có thể chạy được PHP và MySQL. Đó, thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Laragon để chúng ta cài đặt. Tại sao chúng ta lại lựa chọn Laragon? Thì Laragon nó có quá nhiều ưu điểm để chúng ta có thể dùng nó. Cụ thể là ở Laragon nó đã hỗ trợ cho chúng ta cũng giống như những cái công cụ khác như là SAM hay là WAN, thì nó có sẵn PHP, nó có sẵn MySQL, nó có sẵn Apache. Đó, tuy nhiên ở Laragon chúng ta có thêm một cái lựa chọn khác nữa cho web server, đó là Nginx. Đó, ngoài ra thì trong Laragon nó đã hỗ trợ cho chúng ta tích hợp sẵn Node.js, NPM, MongoDB, MySQL và Redis hay là Memcached, thì nó đã hỗ trợ sẵn cho chúng ta rồi. Đó, đấy là lý do mà chúng ta lựa chọn Laragon. Và trong Laragon nó cũng đã có cả Git cho chúng ta sử dụng các command của Git rồi các bạn nhé. Đó, nó tiện vô cùng. Ngoài ra thì nó cho phép chúng ta có thể add những cái backkit ở bên ngoài vào như là PHP MyAdmin để giúp chúng ta quản lý database dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cho phép chúng ta nâng cấp version của PHP hoặc là add những cái backkit khác vào một cách dễ dàng. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt và những cái cấu hình đầu tiên ở trong Laragon như thế nào các bạn nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tải Laragon về. Để tải Laragon thì các bạn hãy truy cập vào trang Laragon như thế này. Và các bạn hãy tải nó về. Đây, Laragon. Đó. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái phần menu download ở trong trang laragon.org. Đây các bạn nhìn thấy này. Laragon is the best and fastest local server by far. Đó. Cho đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn là một cái để tạo ra cái local server nhanh nhất và tốt nhất. Các bạn vào phần download, ở đây các bạn có thể lựa chọn cái bản full này. Thì nó đã bao gồm Apache Nginx như mình đã giới thiệu. Đó, Redis, Memcached, NPM, Git, Yarn. Đó, đầy đủ mọi thứ để chúng ta có thể phát triển web. Và các bạn nhìn thấy là ở đây version của một số ngôn ngữ nó đã thấp hơn so với bản mới nhất. Ví dụ như PHP bây giờ đang là bản 8.x và Node.js nó đang là bản cao hơn 11, thì các bạn có thể update nó vào hoàn toàn được các bạn nhé. Rồi, sau khi các bạn download về thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt nó. Ở đây mình đã download về rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Laragon. Để cài đặt Laragon ở trên máy thì nó cũng giống như những cái công cụ khác khi mà các bạn cài nó ở trên Windows thôi. Các bạn cứ click đúp vào nó và nhấn Reset. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Thì các bạn sẽ thấy là một màn hình nó mở lên như thế này. Và chúng ta sẽ tiến hành là nhấn Next tất cả những cái phần này. Được chưa? Chúng ta nhấn Next. Đó, và ở đây mình sẽ cài ra ổ C. Hiện tại máy của mình đang chỉ có ổ C thôi, nên là mình sẽ đặt nó ở đây. Các bạn nên cài ra một cái ổ mà không liên quan đến Win ấy, thì sau này các bạn có chạy lại thì cũng không vấn đề gì cả. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ, ở đây nó hỏi là chúng ta có add thêm cái notepad cộng cộng vào hay không. Đó, có nghĩa là nó sẽ cài luôn cho chúng ta cái notepad cộng cộng để chúng ta sử dụng. Đó, và chúng ta có sử dụng cái auto virtualhost hay không. Đó, default của nó sẽ là app.test. Thì ở đây mình sẽ bỏ cái notepad cộng cộng đi và mình sẽ giữ nguyên hai cái kia. Đó, như thế này. Nên bạn có muốn là chạy Laragon ngay sau khi mà các bạn bật máy lên hay không thì mình sẽ không chạy cùng. Đó, ok chưa? Chúng ta nhấn intro và chờ thôi. Thì quá trình cài đặt Laragon nó cũng diễn ra khá là nhanh bởi vì nó cũng không quá nặng, nên là việc cài đặt này nó khá là nhanh, chỉ mất mấy phút thôi. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái liên quan đến config của Laragon. Đó, thì đấy cũng là cái phần khá là quan trọng. Được chưa các bạn? Rồi, ok, chúng ta sẽ chờ nó chạy một chút. Sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ đi tiếp. Thì quá trình cài đặt này nó nhìn chung là nó khá là nhanh theo đánh giá của mình, bởi vì nó cũng không chiếm đến khoảng chưa quá một phút đâu.
Mình nghĩ là chỉ khoảng 60 giây là đã xong rồi. Đây các bạn nhìn thấy này, nó đã gần xong rồi này. Đó, thì các bạn thấy là ngày hiện nay đối với PHP thì framework phổ biến nhất của nó là Laravel. Và trong Laravel thì nó đã hỗ trợ cho chúng ta một cái công cụ để giúp chúng ta có thể tạo được một project với Laravel ở ngay trong Laravel luôn. Đó, nó rất là tiện. Chính vì vậy mà mình mới nói là khi mà dùng Laravel thì các bạn sẽ thấy là nó có nhiều cái điểm hay hơn rất nhiều so với những công cụ khác. Những công cụ khác thì trước đây mình đã dùng quá nhiều rồi, thì với Laravel thì nó, mình cảm thấy nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà chúng ta thay đổi POS, thay đổi cái POS, đặc biệt là khi những bạn mà cài SAM hay là WAM ấy, hay bị đụng POS với Skype là cổng 80 ấy, các bạn hay bị lỗi cái đó và không thể start được server, thì với Laravel việc thay đổi POS nó diễn ra rất là nhanh, đơn giản vô cùng. Đó, các bạn nhìn thấy này, nó sẽ hỏi chúng ta có restart lại máy không. Mình sẽ không restart lại máy. Đây, sau khi cài Laravel xong, các bạn sẽ mở nó lên thì các bạn sẽ thấy có một cái màn hình như thế này. Đó, ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy có phần quản lý database, phần start tất cả server đó và phần terminal. Kích vào terminal thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cửa sổ terminal này. Và trong đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã có git, đã có git rồi nha. Đó, thấy chưa, bản 2.0 này, 2.19 này. PHP là bản 7.2.19, cũng là cái bản khá phổ biến hiện nay đấy. Đó, tuy nhiên thì sau này chúng ta làm Laravel 8 thì chúng ta sẽ update nó lên bản 7.4 hoặc là bản 8.0. Đó, MySQL thì cũng là bản mà hiện nay đang dùng nhiều nhất là 5.7. Đó, Node thì các bạn nhìn thấy này, chúng ta có bản 11, bản 12 rồi, nó cũng không quá thấp đâu. Và NPM tương ứng của nó thì nó sẽ là bản 6 thì phải. Đây, các bạn có thể nhìn vào đây thì nó sẽ là bản 6. Đó, Nginx chắc chắn rồi, trừ V thì version của nó đây, được chưa các bạn. Apache thì thôi, mình sẽ không kiểm tra nữa. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có terminal. Các bạn chỉ cần nhấn Ctrl và nhấn cái thanh quận này này là các bạn zoom được cái chữ nó lớn lên nhé. Hoặc là Ctrl thì không được, giữ Ctrl và nhấn cái thanh quận của chuột, nhấn cái button quận của chuột thì nó sẽ zoom to zoom nhỏ. Đó, được chưa? Git thì mình đã kiểm tra rồi. Đó, thì về cơ bản là nó có những cái thứ mà chúng ta cần để phát triển ứng dụng web mà không cần phải cài thêm bất kỳ thứ gì nữa các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến phần setting. Các bạn nhìn thấy ở đây này, chúng ta sẽ có phần setting. Thì mặc định đây là cái phần chung chung của nó. Các bạn sẽ nhìn thấy là thư mục data của nó sẽ là Laravel data, nơi sẽ chứa dữ liệu, nơi chứa dữ liệu các bạn nhé. Dữ liệu ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là database các thứ sẽ lưu vào đó. Ngoài ra thì thư mục root của nó là htdoc. Nó là htdoc như thế này. Chúng ta sẽ mở nó lên xem là thư mục root nó đang như thế nào. Thì chúng ta sẽ chạy cái ổ C này lên. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy thư mục Laravel ở đây. Đó, đó, ở đây nó sẽ là thư mục www như thế này, thư mục root của nó này, thư mục root ở đây nó đang để là htdoc như thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi đó, nhưng mà thôi kệ nó đã, chúng ta cứ kệ nó. Đây, ổ C này, C này, đó, được chưa, Laravel này. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái này là thư mục root, ok chưa. Đó, data virtual host của nó ở đây có nghĩa là chấm test thì ở đây chúng ta có thể đổi nó thành chấm local, nó sẽ là name.test. Name này chính là tên thư mục, lát nữa mình sẽ nói về cái này, được chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ service, chúng ta sẽ chỉ chạy nginx thôi, nên là mình sẽ chọn nginx ở đây. Port sẽ là 80. Đó, được chưa các bạn. Đây, và ở đây các bạn có thể enable SSL lên một cách đơn giản, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng SSL cho phía client side, ok chưa các bạn. Khi mà chạy domain ở local nó sẽ là HTTPS đấy, được chưa. Đó, MongoDB mặc định đang có này, đó, cổng mặc định của Redis này, Memcache nó có đủ hết, được chưa. Mail ở đây chúng ta có thể enable cái service send mail đi, và chúng ta có thể test gửi mail ở đây các bạn nhé, test gửi là sẽ được, được chưa. Nhập Gmail của bạn và password, và các bạn test gửi mail,
Được chưa? Đó. Thì quan trọng cái service ở đây các bạn chọn như thế này, MySQL, và chúng ta sẽ chọn Nginx. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ start server lên. Đó, mình sẽ public network như thế này. Rồi, các bạn chạy vào web này để xem chúng ta đã chạy được web server hay chưa. Thì các bạn chạy nó lên này, public lần nữa này. Nó hỏi thì các bạn cứ public thôi, pass qua cái file Google này. Được chưa? Nhấn vào web, ngay lập tức các bạn sẽ thấy là à, chúng ta đã chạy được cái trang localhost này lên. Được chưa các bạn? Đó, và chúng ta đang chạy với PHP version bao nhiêu, Nginx là gì. Đây, đó, được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về cái tính năng hay ở trong Laravel. Mình tạm thời mình stop server lại. Đây, chúng ta sẽ click vào đây, click chuột phải vào đây các bạn nhé. Click chuột phải vào. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong Laravel nó cho phép chúng ta, đây, quản lý version của từng ngôn ngữ. Nginx chúng ta có thể add thêm version nhé. Đây, add thêm version khác này. Tương tự chúng ta có thể add thêm một version khác cho PHP. Đó, được chưa? Cấu hình PHP ini ở đây cũng rất dễ dàng. MySQL cũng như vậy. Đó, được chưa? Mặc định nó đã có PHP MyAdmin rồi này. À, chưa có. Nhưng mà chúng ta add vào nó cũng rất là dễ dàng. Đây, kích chuột phải vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Khi mà chúng ta kích chuột phải vào đây nha, các bạn sẽ nhìn thấy. Đây. Đó, ok chưa? Và cái phần tool, tool này chính là những cái nó giúp cho chúng ta mở, ví dụ như là nguyên SCP, nó là một cái màn hình cửa sổ để chúng ta làm việc với quản lý file các thứ đấy. Được chưa? Đó, thì phần này chúng ta, hoặc là delete một cái project này, thì chúng ta cũng sẽ dùng cái này. Chúng ta có thể tạo ra một cái app, ví dụ như là tạo ra một project Laravel, hay tạo một project WordPress, hoặc là một cái project blank, thì chúng ta tạo như thế nào, hoặc là Symfony, hoặc là chúng ta clone nó từ một cái project khác, thì chúng ta có thể dùng cái này. Ở đây chúng ta hãy thử nó với create blank project này. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu này. Đây, lúc này mình sẽ create một cái project rỗng. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ vào quick app blank. Được chưa? Chúng ta sẽ để ví dụ như là exam đi, được chưa? Khi mà chúng ta tạo xong cái này, đó, thì ngay lập tức nó sẽ tạo cho chúng ta một cái thư mục ở trong exam. Chúng ta đây, chúng ta nhấn Z nhé. Đó, đó, nó sẽ tạo ra virtualhost luôn cho chúng ta này, virtualhost on này. Các bạn nhìn thấy là trong thư mục www, các bạn sẽ nhìn thấy thư mục exam, được chưa? Ok chưa? Và trong thư mục Excel này bây giờ chúng ta sẽ chạy nó như thế nào? Chạy virtualhost như thế nào? Thì các bạn nhìn thấy là app name chính là tên thư mục chấm test. Lúc này chúng ta chạy như sau. Excel chấm test. Đó là các bạn có thể chạy virtualhost rồi. Được chưa? Lúc này các bạn sẽ chạy được cái trang Excel chấm test ở dưới local. Đó, đây, như thế này. Mình sẽ restart lại server này. Đây, bây giờ chúng ta chạy nó lên. Nó đang khá chậm. Kệ nó đã. Đó, chúng ta sẽ chạy trang này lên. Reload này. Tức là nó hỏi liên quan đến quyền để nó ghi cái file vào STC này, này. Chúng ta nhấn Z để cho phép ghi vào. Đó. Có vẻ đang chưa được. Đây, chúng ta sẽ kiểm tra là trong STC này đã tạo được cái file hot hay chưa. Thì bản chất thằng Laravel nó đã làm giúp chúng ta hết rồi. System driver này, etc hot này, chúng ta xem thử nhé. Mình sẽ mở nó với sub lambda. À, các bạn nhìn thấy này. Vì win 10 nó liên quan đến quyền nên là sửa cái file này chúng ta không thể sửa được. Đó, nên là nó đang chưa tạo ra được cho chúng ta cái domain là exam.test ở đây. Được chưa? Nên là chúng ta đang chưa chạy được. Bây giờ chúng ta thử nhé.
exam.test này, sau đó lưu lại .test. Đó, các bạn nhìn thấy này, override này, không thể ghi này. Đó, được chưa? Đó, đấy là vấn đề. Rồi, ok, vậy thì quay trở lại đây. Chúng ta không tạo ra được cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể chạy được VirtualHost. Được chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ stop lại. Rồi, ok. Ở đây thì chúng ta sẽ không có cách nào cả với cái này. Thì với Windows thì chúng ta sẽ phải mở nó như thế này thì chúng ta mới làm được. Đó, cách cuối cùng chúng ta sẽ phải làm xử lý như thế này. Thoát cái này đã. Được chưa? Các bạn hãy mở cái này với quyền Windows. Run by admin. Đó, được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ xóa bớt project đi. Xóa lại cái project kia. Lúc này chúng ta đã run by admin rồi thì chúng ta mới có quyền tạo được cái kia. Được chưa? Mình sẽ xóa project kia đi. Đó, chúng ta đã xóa rồi. Được chưa các bạn? Đây, quay trở lại đây thì nó sẽ không còn ở trong đây nữa. Không còn trong Laravel nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái mới. Lần này với quyền admin rồi thì chúng ta xem nó có tạo được hay không. Quick app blank. Exam, tạo một cái exam lại. Đây, nó detect new project call window command create VirtualHost này. Có vẻ được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái này lên. Đó, restart lại server. Rồi, chạy lại cái trang exam.local này. Có được không? Có vẻ vẫn chưa được các bạn. Có vẻ là cái này vẫn chưa được. Đây, chúng ta sẽ run by admin. Chạy nó lên. ATC và chúng ta sẽ mở file. Đó. Đúng là nó chưa thêm vào được các bạn ạ. Thằng Laravel nó sẽ phải hỗ trợ chúng ta thêm cái này vào. Exam.local như thế này. À, chấm test như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Đó, không có quyền sửa. Đấy là vấn đề trên máy của mình. Các bạn cứ thử nó ở trên máy của các bạn đi, chắc chắn là sẽ được nhé. Đây, của mình thì đang chưa được. Đó. Thôi rồi, mình sẽ làm một cái video nói về cách chúng ta config lại cái VirtualHost ở trên Laravel sau. Bây giờ các bạn hãy cài và thử nó và chạy nó ở trên máy của mình. Được chưa? Ngoài ra thì ở đây các bạn có thể thay đổi nhé. Ở đây các bạn có thể đổi cái tên này của nó thành .local chẳng hạn, thay vì .test thì .local chẳng hạn thì cũng được nhé. Sau khi đổi xong thì các bạn reload đi là được. Ok chưa? Đó. Ok, bây giờ các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình, cài Laravel lên, cấu hình VirtualHost và tạo project như mình đã làm và chạy cái domain là tên thư mục .test lên nhé. Tên thư mục ở trong Laravel này. Đây, các bạn chạy cái tên thư mục .test lên. Đây. Đó. Và các bạn xem là chúng ta đã chạy được hay chưa?